Chào các bạn nhá, hôm nay tôi lại review cho các bạn xem một cái video về cái lưỡi cắt vải các bạn nhá. Thì đây, trước mặt tôi đây là những cái lưỡi cắt vải. Lưỡi cắt vải của chúng ta thì dùng máy cắt thì có rất nhiều kích thước khác nhau. Lưỡi 100, lưỡi 110 và đặc biệt ở đây là lưỡi 125 các bạn ạ. Đấy, 125. Thì đây là một khách hàng, cái chú này thì ở tận Kiên Giang cơ. Chú mua 100 lưỡi. Thì tôi nhân tiện tôi quay video cho các bạn xem luôn. Đấy, thì tôi trước khi đóng gói gửi cho chú đấy thì tôi sẽ quay cho các bạn xem. Đó. Cái lưỡi này thì với cái dòng lưỡi cắt vải này thì có rất nhiều loại các bạn nhá. Loại tốt, loại đắt tiền, loại rẻ tiền, nó có nhiều loại khác nhau. Thông thường khoảng 4 đến 5 loại cơ các bạn ạ. Đấy. Thì cái loại quay này là dùng rất là ok nhá. Lưỡi 125 các bạn ạ. Còn tất nhiên có lưỡi tốt hơn như này nhá. Và lưỡi rẻ hơn cũng có. Thì cái lưỡi này thì khi gửi cho khách tôi được đóng gói rất cẩn thận và chuyển phát qua đường bưu điện. Và các bạn nếu nhận hàng, xem hàng, kiểm tra đủ số lượng, đúng chủng loại thì các bạn thanh toán tiền. Đấy, không đúng như tôi nói và quay video thì sẽ không cần phải thanh toán tiền các bạn nhá. Cho nên với tôi mua bán đây là uy tín, chất lượng, vì thứ nhất là tôi không bắt đặt cọc. Cho nên là khi mà các bạn mua ấy, thì đúng nhu cầu thì các bạn gọi hàng, kiểm tra hàng, thanh toán, không phải đặt cọc các bạn nhá. Đó. Mà nếu mà người nào mà cố tình trêu hoặc là bom hàng thì tôi chịu thật. Thế còn những người có nhu cầu thật, tôi hy vọng là những người mua thì họ sẽ thấy được điều này thì nó rất là ok. Thì bây giờ các bạn muốn ủng hộ tôi thì có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại ở dưới cái video này. Tôi đang trên video của YouTube các bạn nhé. Thì có rất nhiều chủng loại lưỡi, tất cả các loại phụ kiện về cắt may các bạn nhé. Các bạn cần thì có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại đây. Đây, hồi bao hộp đây. Thế thì đây là 100 lưỡi chú ý mua thì tôi sẽ gửi cho chú ngay bây giờ. Rồi, chào các bạn, hẹn các bạn ở những cái video khác nhé. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe và có công việc thật là ok.